con chào thầy thì như được thật thầy mang hai trái bưởi lên chết rồi con thầy ở thủ đức luôn. Thầy ở chùa nào đây nha thầy? Thầy ở chùa khắp nơi đó. Nhưng mà chùa nào? Nói chung là bây giờ thầy thì ở dưới trường đồng không lắm á, thì mượn cái nhà lưu trú đó rồi trị bệnh cho bà con dưới đó. Trị bệnh không đồng. Dạ. Thầy đi xe máy lên hả thầy? Giới thiệu với mấy anh em luôn, đây là thầy được em hỗ trợ. Đang ở cái căn nhà của em để là bấm huyệt miễn phí cho bà con. Thầy có nghề bấm huyệt. Em hỗ trợ thầy cũng được 1 năm rồi. Cái cơ duyên em biết được thầy là lúc đó em có hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh, một thầy giáo nằm bất động dạy 21 năm, bị hai đôi chân liệt không đi đứng được. Bé nhánh rồi bắt em đưa đến cho thầy bấm. Bé nhánh rồi bắt chú. Thuê nhà. Sau đó để đến đây là thời điểm được hơn 1 năm. Đó. Là tên anh tên nhà. Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức. Đây có một sư thầy tới viếng nghệ sĩ Vũ Linh này. Tại vì chú Vũ Linh này thì biết cách đây 15 năm rồi. Trong khi quá trình của thầy là coi như công việc của chú rồi với là công việc của thầy thì nó cách xa nhau. Ngay chú mất vậy thầy cũng không biết nói sao, là thắp nếp hương thầy chứ không biết nói sao đâu. Thầy rung quá ha. Đi xa mẹ thầy rung quá ha. Lên gặp lên giếng thì ổng là mừng rồi, cho nên phải run thôi. Giống kiểu mình mừng quá không hồi hộp đúng không? Đúng rồi. Thì cách đây là coi như ổng vẫn còn, nghĩ ổng còn chứ nghĩ ổng nằm xuống rồi thì coi như công việc thầy nó cũng bề bộn quá cho nên thôi thì cũng quan hỷ. Chứ giờ biết nói rồi. Từ từ thầy ơi. Thầy. Thế ơi. Thầy có muốn nói đôi điều với nghệ sĩ sự yêu mến của nghệ sĩ Vũ Linh không? Không, thầy sẽ nói là nói trong lòng thầy thôi. Dạ. Nói trong tâm thầy thôi. Chứ giờ hồi tới đây là không biết nói một điều gì hết. Dạ. 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 Thầy thôi, cũng người con thủy với thầy. Dạ, thầy là... Dạ, thầy rất là nhiều. Dạ, thầy vừa luôn là có đi đâu đó. Không, thầy giờ thầy sẽ về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị rất là hành tâm quý giúp chị. Chị rất là hành tâm mà chị lại ở ngoài nắng luôn. Thật sự là thể hiện cái sự yêu mến nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là nhiều. Tuy là không có đông nữa nhưng mà vẫn lai gai á, vẫn lai gai nhưng mà đến mà diễn là sẽ có Vũ Linh. Dạ quay cô thằng Kim Huệ. Dạ ngay kế bên này. Đúng rồi, ngày nào cũng vào được. Ok nha, ok mình thanh nhanh nha, chứ mình rất thấp đó. Đây.
thầy lúc ra lại cái lấy phần nước không? Làm tôi đây.